rất đơn giản, tôi là một người mua. Tôi xác định là tôi mua cái mã cổ phiếu Techcombank này, tôi ví dụ tôi mua cổ phiếu Techcombank. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà tôi mua tích lũy, đơn giản là tôi mua tích lũy thôi, thì để cho nhanh chóng tôi đặt luôn cái lệnh giá 1 này này là 35.5, là tôi mua được luôn của cái ông bán này này, khớp luôn 35.5. Rất là đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà tôi thấy tôi đánh giá cái giá này hơi cao với tôi, thì tôi có thể đặt là giá 35, đúng không ạ? Tôi có thể đặt là giá sàn là 32.55 để tôi mua. Một ngày thì cho tôi chỉ đặt được cái giá thấp nhất là cái giá này thôi. Rất là đơn giản như vậy. Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn ba cái nội dung cơ bản. Thứ nhất là xem thông tin cơ bản về cái bảng giá cổ phiếu. Thứ hai là xem về các cái thời gian đặt lệnh. Và cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ ứng dụng cái bảng giá này trong cái việc giao dịch mua bán cổ phiếu như thế nào. Đây là một trong những thông tin rất là quan trọng trước khi anh chị biết giao dịch đầu tư cổ phiếu. Thế thì trước hết thì tôi sẽ chia sẻ về cái thông tin liên quan đến cái bảng giá để anh chị dễ dàng hình dung nhé. Đây là một cái bảng giá của danh mục hơn 1.000 mã cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tất cả những công ty niêm yết thì đều public ở trên này. Tôi chia sẻ ở đây là trên cái bảng giá của công ty chứng khoán Techcom Security. Thế thì cái chúng ta quan tâm là những cái thông tin gì, đúng không ạ? Thứ nhất đó chính là cái thông tin về chỉ số VN Index hiện tại bây giờ đang là 1.111,29 điểm, đúng không ạ? Và mọi người sẽ quan tâm đến khối lượng cổ phiếu giao dịch này và giá trị giao dịch này. Đó. Đúng không ạ? Thế thì những cái thông tin cơ bản để xem ở trên một cái bảng giá thì trước hết thì chúng ta sẽ đi từ cái cột đầu tiên, đó chính là cái cột mã cổ phiếu. Thì anh chị có thể thấy dễ nhìn nhất là ACV là Cảng hàng không Việt Nam này, công ty cổ phần FPT này, Hòa Phát này, Mansan này, Thế giới di động này. Đó, thì anh chị chỉ cần chỉ vào cái mã cổ phiếu này thì là biết là tên công ty thôi. Đó, nó rất là dễ nếu mà chúng ta không nhớ được mã, đúng không ạ? Thứ hai là đến cái giá trần này, giá sàn và giá tham chiếu. Thế thì tại sao lại có ba cái giá này? Giá trần là cái mức giá mà tối đa ngày hôm nay chúng ta mua bán không được vượt quá giá này. Giá sàn là mức giá tối thiểu ngày hôm nay chúng ta mua bán không được thấp hơn giá này. Và nó trong khoảng này. Và giá tham chiếu là cái giá mà mở bán đầu tiên. Tức là khi mà thị trường bắt đầu giao dịch thì chúng ta sẽ có cái giá tham chiếu này. Và cái giá tham chiếu này sẽ chính bằng cái giá đóng cửa của ngày hôm trước. Tức là giá khớp lệnh của cái ngày hôm trước đấy ạ. Đó. Thế thì tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái cột, đó là cột dư mua và cột khớp lệnh và cột dư bán. Đó. Thế thì cái cột dư mua này được hiểu như thế nào? Cột dư mua này là cái cột mà nó thể hiện public là ba cái mức giá mua cao nhất ở trên bảng này. Đó. Nó rất là dễ như này thôi. Và cái cột khớp lệnh là cột mà giá mua và giá bán khớp với nhau. Cột dư bán là cột mà thể hiện ba cái mức giá bán thấp nhất. Tức là người bán thì phải luôn bán thấp nhất thì mới được bán, thì được up ở trên này. Và người mua thì luôn mua giá cao nhất thì mới được update ở trên này. Và hai cái giá, giá 1 với giá 1 bên này là dễ dàng là khớp với nhau nhất. Thế thì khớp như thế nào? Đúng không? Khớp như thế nào? Ví dụ như người bán đang bán 71.8 này, người mua đang 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 mua 71.7 này. Đó, thế thì nó sẽ khớp ở cái giá mà người bán muốn bán và người mua muốn mua. Ví dụ như anh bán này thì anh muốn bán với cái giá 71.7 này thì tự động nó sẽ khớp luôn. Và anh mua anh ấy sẽ muốn mua với cái giá là 71.8 này này thì nó sẽ khớp với 71.8 thôi. Và chúng ta sẽ phân vân là còn nhiều mức giá đằng sau nữa, đúng không? Giá 4, giá 5, giá 6 này, đây bên này cũng bên bán là giá bán 4, giá bán 5, giá bán 6 thì nó còn dài lắm. Nói chung là cái bảng giá nó chạy rất là dài bởi vì này rất là nhiều người đặt lệnh, hàng triệu người đặt lệnh trên sàn này cơ mà. Đó, nhưng mà cái bảng nó rất là bé nên là chỉ thể hiện được ba cái mức giá là tốt nhất thôi. Gọi ba mức giá mua và giá bán tốt nhất ở trên thị trường thì nó sẽ khớp ở đây. Và chúng ta vừa thấy
là thị trường đã bắt đầu là giao dịch rồi đấy. Hôm nay thị trường đang giảm là 0,97 điểm. Cái đèn nháy này này, tức là thể hiện là các mã đang khớp đấy. Đấy, anh chị thấy không? Đấy đang khớp này. Đó. Đấy. Cái mã này nó không khớp thì nó không nháy thôi. Mã này khớp nháy này. Đấy, khớp liên tục này. FPT khớp liên tục đấy. Đây là cái khối lượng khớp anh chị nhé. Đây là cái giá mà tăng hay giảm này. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt thêm cái màu nữa để dễ anh chị dễ hình dung nhé. Cái màu xanh này này là được hiểu là các mã cổ phiếu đang tăng. Tăng là như thế nào? Tăng là cái giá khớp lệnh này lớn hơn cái giá tham chiếu này. Đấy. Còn cái màu đỏ này là giá giảm. Tức là gì? Cái giá khớp lệnh này đang nhỏ hơn cái giá tham chiếu này, nó màu đỏ là giá giảm. Đó, thì so với cái giá đầu ngày thôi. Còn nếu mà có những cái cổ phiếu mà màu tím ấy, thì là giá khớp lệnh bằng với cả giá chân. Và nếu mà những cái cổ phiếu mà màu tím than này này thì là giá khớp lệnh bằng với giá sàn. Có một vấn đề hết sức quan trọng khi mà đặt lệnh ý, thì tôi chia sẻ luôn khi anh chị xem cái bảng giá này thì đó chính là cái bước giá. Bước giá tức là như thế nào? Tức là chúng ta sẽ đặt một cái mức giá ở cái phần thập phân, phần đồng là bao nhiêu. Ví dụ như là có những cổ phiếu chúng ta phẩy là 800 đồng này, có những cổ phiếu là 650 đồng này. Đó. Có những cổ phiếu thì lại là 950 đồng, đúng không ạ? Thế thì cái bước giá nó cụ thể như thế nào? Thì cụ thể sẽ như sau. Với những cổ phiếu mà có giá trị dưới 10.000 đồng thì bước giá sẽ là 10 đồng. Đây là như cổ phiếu ROS. Với những cổ phiếu có giá từ 10.000 đồng đến dưới 49.950 đồng thì bước giá nó sẽ là 50 đồng, ví dụ như cổ phiếu Techcombank. Với những cổ phiếu từ 50.000 đồng trở lên thì bước giá sẽ là 100 đồng, ví dụ như cổ phiếu FPT đấy, 71.900 đồng. Đó. Ví dụ đơn giản như vậy thôi. Và có thể hiểu đơn giản cái bước giá ở đây nó là cái bội số của 10 đồng hay của 50 đồng hay là của 100 đồng. Đó, rất là dễ thôi như vậy. Trên cái bảng giá của TCBS này thì có những cái thông tin rất là hay, đó là cái chuyên mục là TCBS gợi ý. Anh chị có thể xem được rất nhiều các nội dung, ví dụ như cổ phiếu bất động sản nhà ở, hoặc là các cổ phiếu bắt đáy, hoặc là những doanh nghiệp đầu ngành, những cổ phiếu giá trị, những cổ phiếu khuyến nghị mua tháng 1, ngon bổ rẻ, hay cổ phiếu phòng thủ, hay là những cổ phiếu mà TCBS không có margin, hay những cổ phiếu trong VN30, đó. Hoặc là những cái cổ phiếu về phin lít tài chính, rồi những cổ phiếu vốn hóa nhỏ, rồi những cái cổ phiếu cổ tức cao, rồi những cổ phiếu doanh nhân thành đạt. Đó, bây giờ tôi thử ví dụ cho các anh chị xem nhé. Ví dụ như những cổ phiếu cổ tức cao đi. Đây, cổ tức cao này. Đó. Đây khá nhiều cổ phiếu. Nhựa Bình Minh này. Vận tải xếp giữa Hải An. Hàng tiêu dùng Man San, MCH, rồi dịch vụ cảng hàng không Nội Bài, nhà Từ Liêm. Bây giờ xem những cổ phiếu trong cái cổ phiếu giá trị đi. À, đây đều là những cổ phiếu đầu ngành giá trị đấy, đúng không ạ? Đầu tư xây dựng Kiên Giang này, công thương này, FPT này, MBB này, RE này, ngân hàng Techcombank. Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm cổ phiếu VN30 nhé. Là 30 cái cổ phiếu hàng đầu Việt Nam đấy. Đó, thì nếu anh chị và các bạn muốn đầu tư trong cái rổ cổ phiếu hàng đầu Việt Nam này thì vào cái nhóm này. Rất là nhiều cổ phiếu đúng không ạ? Xem cái loại tăng trưởng đi. Xem nào. Đây là những cổ phiếu tăng trưởng. ACB này. Rồi BVH. Hòa Phát này, Hoa Sen này, Techcombank. Đây nó đánh giá những cổ phiếu tăng trưởng, hầu hết là các ngân hàng khá nhiều, VN Direct. Ok, như vậy là anh chị có thể xem cũng khá nhiều các loại cổ phiếu mà được TCBS họ lọc cho các anh chị để anh chị có thể tham khảo. Rất là dễ đúng không ạ?
Về cái thời gian giao dịch thì sẽ có bốn cái mốc thời gian để anh chị và các bạn sẽ nắm được nhé. Thứ nhất là từ 9 giờ đến 9 giờ 15 là giao dịch định kỳ, tức là trong khoảng thời gian này chỉ có đúng một lần khớp lệnh giá thôi. Thứ hai đó là từ 9 giờ 15 đến 11 giờ 30 là khớp lệnh liên tục, tức là trong khoảng thời gian này thì có thể là giao dịch liên tục được, khớp lệnh liên tục. Tức là các anh chị đặt giá vào, đặt lực khối lượng vào là khớp lệnh. Đó. Và từ 13 giờ đến 14 giờ 30 cũng là khớp lệnh liên tục vào buổi chiều. Và cái khung cuối cùng là từ 14 giờ 30 đến 14 giờ 45 là khớp lệnh định kỳ, tức là chỉ chốt đúng một lần khớp lệnh với cái giá khớp lệnh một lần thôi để xác định cái giá đóng cửa. Như vậy là anh chị đã vừa nắm được cái thông tin toàn bộ cái bảng giá và cái thời gian khớp lệnh. Thế thì cái vấn đề bây giờ là mình ứng dụng như thế nào qua các cái thông tin đó, đúng không ạ? Rất đơn giản, tôi là một người mua. Tôi xác định là tôi mua cái mã cổ phiếu Techcombank này. Tôi ví dụ tôi mua cổ phiếu Techcombank. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà tôi mua tích lũy, đơn giản là tôi mua tích lũy thôi, thì để cho nhanh chóng tôi đặt luôn cái lệnh giá 1 này này là 35.5, là tôi mua được luôn của cái ông bán này này. Khớp luôn 35.5. Rất là đơn giản như vậy thôi. Còn nếu mà tôi thấy đánh giá cái giá này hơi cao với tôi thì tôi có thể đặt là giá 35, đúng không ạ? Tôi có thể đặt là giá sàn là 32.55 để tôi mua. Một ngày thì cho tôi chỉ đặt được cái giá thấp nhất là cái giá này thôi, rất là đơn giản như vậy. Đó. Thế thì nếu mà tôi là một người bán thì sao? Nếu tôi đang giữ cổ phiếu Techcombank và tôi muốn bán thì rất là đơn giản. Tôi muốn bán ngay thì tôi chỉ cần đặt lệnh 35.4 của cái người mua đầu tiên này này là tôi có thể bán được ngay. Còn nếu mà tôi muốn bán giá cao hơn, ví dụ tôi muốn bán giá 35.5 chẳng hạn, thì tôi sẽ đặt lệnh 35.5 tôi bán, hoặc là tôi muốn bán giá trần cơ là 37.45 này này, tôi chờ đến ngày hôm nay tôi nghĩ rằng là tôi kỳ vọng nó sẽ lên đến 37.45, tôi sẽ bán với cái giá này. Thì tôi đặt giá 37.45 và cái việc đặt lệnh thì trong cái màn hình giao dịch đặt lệnh của Techcom Security này, họ cũng có thể là họ cho phép là các anh chị đặt lệnh luôn ở đây, rất là dễ. Ví dụ tôi đặt lệnh là bán nhá. Tôi ví dụ tôi đặt lệnh bán cổ phiếu Techcombank này với cái khối lượng là 100 cổ đi. Với giá là giá trần đi, đúng không ạ? 37.45 đi chẳng hạn. Tôi đặt bán này. Đó, bây giờ tôi nhập mã OTP thôi. Rất là thần dễ dàng đúng không ạ? Đặt lệnh luôn ở trên cái bảng giá này luôn. Nếu anh chị muốn xem cái bảng giá view online và muốn đặt lệnh online này thì có thể là click vào cái link ở phía dưới, tôi có để phần mô tả và phần bình luận, hoặc anh chị có thể mở cái tài khoản online view thông tin miễn phí ở Techcom Security, và tôi là Trịnh Công Hòa là người sẽ hỗ trợ và tư vấn và chia sẻ với các anh chị và các bạn. Ok, như vậy là tôi đã vừa trình bày với anh chị và các bạn toàn bộ thông tin về bảng giá, thời gian đặt lệnh và cái ứng dụng cho anh chị và các bạn thực hiện là giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn HOSE thông qua cái bảng giá của công ty chứng khoán Techcom Security, nơi mà tôi đang thực hiện đầu tư và tích lũy tài sản. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều. Hãy like và chia sẻ những cái thông tin hữu ích đến nhiều người hơn nữa nếu anh chị cảm thấy các cái thông tin này bổ ích với anh chị và các bạn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều.